bởi vì mấy nhỏ yếu gió mới đi khách sạn làm đầu với anh vô gặp cái giò một cái trái nó camera nó quay lén vậy anh ơi, lén lén con khỉ gì cơ, lén lén mà cũng khùng đâu, quay lén thì tháo tháo bằng nghèo nó cho lén. Mày nói được máy bơm mà mày nói được cái này là mày ngu lắm luôn á tại đúng rồi mà mày phát điện, mày đã nói được cái máy bơm mà mày nói được cái máy phát điện là mày ngu rồi. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, Dreamer làm giàu, Kiến xây Việt Nam, Duy Nguyễn THOL BBT Building. Rồi, chào mừng các em đến với chương trình kinh nghiệm xương máu của Duy Nguyễn. Trong video trước anh đã chia sẻ một cái khúc xương, đó là cầu thang thoát hiểm, nó đổi chi phí ngôi nhà rất là nhiều. Yes. Nhưng mà cái đó chỉ là cái mũi thôi. Cái đó là chỉ là cái mũi thôi. Nó mà khi tụi em xây nhà lớn nha, đi tụi em thấy cảnh nó còn nhiều cái khác đau đớn hơn. Nó nhiều cái khác đau đớn lắm mấy em. Anh thề tụi mày luôn, nó nói nghe hết hồn nè. Thí dụ như nhà của anh là mở game, mà hầu như nhà nào cũng phải vậy thôi. Thí dụ như bây giờ xây cái nhà lớn, đâu ai để ở không đâu ba. Phải cho thuê, tầng chợt đủ thuê làm shop house. Có tầng trên để ở, tầng ba chứa hàng đồ, ví dụ vậy. Đúng không? Thì khi mà tụi em xây cái nhà có cái hạng mục này bảo đảm nói ra tụi em rùng mình liền. Hạng mục phòng cháy chữa cháy, cái hạng mục đó không nào cũng đầu tư hết thầy cô, đầu tư vô cả tỷ bạc. Nhà nhỏ thì phải 300-400, nhà nhỏ là phải 300-400 rồi, còn mà tụi em đầu tư cạch cả đuổi tầm bậy tầm bạ vô phạt nát nữa nha mấy em. Mấy em nên nhớ có một lực lượng rất là tinh nhuệ gọi là chiến sĩ công an phòng cháy chữa cháy. Để làm gì ba? Không phải để đi cứu lửa ông nội, không phải để đi cứu lửa không đâu nha. Nó để đi thôi bạn, không mệt lắm. Nói chung là tụi em phải coi cái đó, hiểu chưa? Phải coi cái đó mới sống được. Quá không phòng cháy chữa cháy cần lắm bà, nhưng mà phòng cháy chữa cháy không phải ai cũng làm đàng hoàng lắm em. Nó treo đầu dê để bán thịt ngựa, nhóc mắt quá sao nó làm, đúng không? Karaoke có không, để mấy cái dồi à, nó để mấy cái dồi trên mấy cái dồi không ống không ơi, ông mấy cháy là thành heo quay đó, cháy là theo quay. Bởi vậy nói Việt Nam mình nó vậy đó mấy. Thứ nhất á là mình bỏ tiền ra mình đầu tư kinh doanh nó nhiều quá, tốn một tỷ, đúng không? Mà bỏ ra không còn lời nữa, nó phải chi đầu này đầu kia đầu nhiều quá đó. Mà bây giờ phòng cháy chữa cháy mà tôi vô tôi mướn cái nhà thằng khứa chủ nó không làm thôi chứ tôi biết gì tôi làm, nó sẽ xảy ra nhiều vấn đề, nhiều mâu thuẫn lắm mấy. Bởi vậy làm nhà mà đầu tư bài bản như Nguyễn là 100 người có 1 thôi đó, 100 người có 1 thôi. Em không tin anh về em hỏi nhà em có dòi không? Nope. Có phòng cháy chữa cháy không? Xin lỗi nha em, để mấy cái bình nó nhỏ nhỏ ra đối phó thôi ba. Mấy cái bình nó nhỏ xịt được nhiêu lửa đó. Mà cái vấn đề phòng cháy chữa cháy rất tốn kém. Anh sẽ nói là tại sao phòng cháy chữa cháy quan trọng. Ở phòng cháy chữa cháy không có cháy nhà lấy gì cứu bà. Thấy chung cư gì? Chung cư Carina nó để cho một cái một mười mấy mạng lên đường rồi đó. Tới bây giờ hình như là nó ta hết dám mua luôn hay gì mấy em ơi. Ê, hồi xưa tao đó. Thôi nó dọn đi rồi. Thôi không phải anh ở. Anh nói ở thôi là tụi bay hiểu ai ở cái gì. Đó. Tụi em hiểu ai ở cái gì. Anh chỉ tới thăm nuôi thôi. Đó. Mà hên dọn đi rồi ra. Không mà cháy thằng heo quay. Đầu tư cái hệ thống phòng cháy chữa cháy cho một ngôi nhà đó là mấy trăm triệu rồi, nguyên cả cái hệ thống chung cư nó nhiều. Đúng không? Nó nhiều. Nên xét về chủ đầu tư nó cũng dám đầu nữa. Nó khổ vậy đó. Cái vấn đề này không ai muốn làm hết, bắt buộc phải làm. Đó, nó tốn rất là nhiều tiền nha. Phòng cháy tự động, phòng cháy chữa cháy nó nằm ở mức độ tự động, mức độ cơ. Tự động là gì? Tự động là dù như em ngủ nửa đêm á, xong rồi hai vợ chồng nó sau khi phật nhau rồi nó mệt quá nằm ngủ hơi sâu sâu á, thì tự nhiên là cái có gì đó nó cháy á, không biết chứ. Thì hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động nó sẽ cứu em trong hoàn cảnh đó. Đầu tiên nó cảm biến khói, hiểu không? Cảm biến khói nó sẽ cảm biến hú. Ngủ say cái nào phải vậy chứ mẹ mày ngủ ghê vậy. Nó mấy em nhìn thấy không, ở trong từng sàn tập của THOL nó có cái gì kêu là cái loa nó như cái kèn nhỏ nhỏ nằm ở đầu hang á. Mày không tin bữa nào thuốc phài vào hai ống nó hú xuống mà xin lỗi mày hú độc mày luôn đó. Đó. Đúng không? Ok, tụi em có quyền test nhưng mà công ty anh có quyền độc. What? Ủa tại vì mà làm mà cha con nó đá cái túc hết trơn rồi.
Thì bây giờ em vô tập BBT thì sẽ hiểu được cái quy trình phòng cháy chữa cháy nó hoạt động sao. Thấy có chữ exit không? Thấy chữ exit không? Nhìn nó trần. Đầu tiên bạn bị cháy mà nhìn trần xuống cái đèn cứu hộ dẫn mà đi đâu mình đi đó thì tôi cái đầu tiên vậy nha. Đâu cái đầu mày đầu tiên phải chạy ra khỏi cửa cái đã. Mày ngồi trong phòng này mày hỏi đi đâu? Mày chạy ra khỏi cửa mày nhìn thấy cái đèn cứu hộ đâu thì đi theo đó. Đó là những cái hệ thống cảnh báo về mặt âm thanh. Đầu tiên nó sẽ cảm biến khói cho em. Rồi sau đó nó cảm biến nhiệt độ. Cảm biến khói là chưa gì đâu, mới hút thôi. Cảm biến nhiệt độ là gì? Là những cái vòi phun này nó nổ. Tất cả hệ thống vòi phun nó nổ sạch hết. Nó bằng thủy ngân em. Nó cảm biến nhiệt độ tới khoảng 60 độ là nổ. Tại 60 độ là cái ngưỡng đó là chỉ có nhiệt độ cháy mới ra 60 độ thôi. Chứ mày làm gì ra 60 độ? Đi massage xong hơi ra 55 độ mày muốn cháy da rồi. Đúng không? Nên nó sẽ khoảng 60 độ nổ đùng. Cái nó xè nó phun vòng hết tất cả cái sàn luôn. Chỗ nào phun hết. Vậy thì cái hệ thống phòng cháy chữa cháy là chắc chắn là ướt đồ đó. Chắc chắn là đồ đạc trong đây ướt nhẹp hết không còn gì hết. Vậy nước đâu phun? Vậy tiếp theo hỏi mày nước đâu phun? Nước trong ống á, mấy cái ống đỏ đó. Mấy cái ống đỏ đó mà. Hiểu không? Tức là hệ thống phòng cháy chữa cháy gồm những cái ống đó đó. Là mấy trăm triệu của mày là mua vòi với mua ống đó, với mua thiết bị điện tử cảm ứng đó, chứ chạy hồ sơ nữa. Ủa mày không chạy hồ sơ ai chạy cho mày? Thì phải có người chạy hồ sơ chứ. Gì phải có người hồ sơ phải chạy nó đi được, tự nhiên đứng chỗ không đi đâu. Rồi cái hệ thống ống đó, rồi hệ thống vòi, rồi hệ thống cảm biến, tất cả cái đó chứ là hệ thống phòng cháy chữa cháy. Rồi nó còn thêm cái nữa này ba, cái này mới ghê nè. Nó phải có hầm nước ông nội, 50 mét tiêu chuẩn 35. Đó, tiêu chuẩn 35 mét nhưng mà làm dự trù để làm mẹ lỡ tay mẹ 50 cu đi mẹ. Wow. Cái hầm nước đó dùng để phòng cháy chữa cháy. Tức là nước lúc nào phải nằm trong hầm. Tức là cái nguyên tắc của phòng cháy chữa cháy đó là người ta nói là cái nhà của mày phải tự cứu cái đạn. Yes. Mày cứu xong cái nhà mày không được thì cứu quả nó tới. Anh thường cứu quả 4-5 tiếng sau nó mới tới lận. Kẹt xe lại ngủ nữa ba. Giao ca nọ các kiểu mà chưa thấy nhiều khi mấy ông ngoài đường nó mở không có nước nữa phải đi chạy cũng khác cực lắm. Ở Việt Nam mình cứu quả nó còn hơi cực, mà em đâu đi máy bay được như bên Mỹ đâu trời. Đúng không? Nên nó còn hơi cực chút đỉnh. Báo đang còn sậu không à. Trời đất ơi, bữa cháy điểm bích kìa, kho điểm bích nhỏ nhìn viên có làm ngay đó. Báo nó đăng đủ cái gì, các chiến sĩ đã nhiệt tình cứu rồi chữa. Nhưng mà tới nơi nó đã trơ trọi ABC các kiểu. Báo đăng hay lắm, nhỏ chửi thề luôn mày. Nó nói hôm qua cổ điện thấy mẹ luôn mày, thấy con không có thấy ai tới. Sáng báo đăng đủ như là Phật sống tái thế vậy á. Họ kiện hai cách đây 3-4 năm nó cháy kho điểm bích sát bên nhà nhân viên tôi luôn. Nhỏ đó tên là Phương Ngọc đó. Thế anh không hiểu lộn đâu. Bởi nó là nguyên tắc phòng cháy cháy mình phải tự cứu mình trước. Đó. Nói chung á, trong vấn đề phòng cháy cháy thì rất là văn minh chứ không gì cả. Nhưng mà có một cái văn minh nó chụp đầu dân Việt Nam thì hơi khổ. Hơi khổ nhưng không nghĩa không làm. Hiểu không? Dân Việt Nam mình nghèo quá, tự phải đầu tư hệ thống này vô xây nhà hơi virus. Xây nhà tụi em đâu thế nào tụi em để cái bình không được đâu. Đúng không? Em xây biệt thự mà không để cái bình không rồi chạy vậy đâu ai biết đồ xịt ba. Vậy thì nó quay lại cái phòng cháy chữa cháy nữa là đầu tiên nó cứu tự động đúng không? Nó cứu tự động. Mà nó cứu tự động nó hú xong mày phải bò ra mình phục xịt nữa. Thí dụ lửa nhỏ thì cứu tự động được mà lửa lớn quá thì đâu có cái hộp. Ở đầu mỗi cầu thang sẽ có hộp, mày bay cái hộp đó mày mở cái hộp ra mày lấy cái vòi mày mở khóa vòi ra nó phun. Đó, nó phun. Hiểu chưa? Rồi xong rồi làm thì làm nhớ kêu có xác cho phòng cháy chữa cháy tới cứu phụ đi ba. Mà kêu hình như có tốn tiền đó. Nhưng mà thôi giờ là chịu rồi. Giờ là giữa cái sống và cái chết là tiền bảo thành vấn đề. Nó quay lại cái vấn đề hầm. Cái hầm đó nha. Cái hầm nó phải đào sâu ở dưới. Nó có áp lực này nọ kia bị xì bị lủng đủ các kiểu. Nó biết tại sao mà xì lủng không? Tại vì á, cái nước phòng cháy chữa cháy á, thì cái lần ta nói dùng để phun phơi thì mày nước sạch rất dơ thì phun cháy được đúng không? Nhưng mà anh cầu toàn lắm. Còn anh làm phòng cháy chữa cháy mà anh chơi cái nước đó ăn luôn á. Tức là nước đó lên bồn lọc để ăn luôn nên cái bồn phòng cháy chữa cháy của anh nó sạch còn không có bơi nữa. Tại cái nước phòng cháy chữa cháy đâu ra? Nước thủy cục. Đã nhiều ngàn mét á. Nhiều ngàn mét khối đó mà em. Anh bơm vô cái hầm phòng cháy chữa cháy. Hầm phòng cháy chữa cháy của anh lót gạch lót trắng tươi gà trắng như trên vậy đó. Đẹp lắm. Với hầm đó đẹp kinh luôn á. Ai vô khảo sát thì cũng khen hết á. Ngủ trong gieo không chắc cũng có hoang nào đó. Ghê không? Nó dùng để ăn luôn. Nhưng mà hồi xưa tham. Giờ tâm rồi bớt tham. Bây giờ ăn thì anh lấy anh có ba cái bồn hoạt mỹ. Một bồn là 2.000 mét. Là ba bồn 6.000 để ăn rồi. Ăn giọng gì hết 6.000 đúng không?
nó nói chung cái đường nước ở trong một tòa nhà thì nó rất là vi diệu, cái đó là chủ đề của bên đó khác đi. Nó tóm lại là cái hầm phòng cháy chữa cháy nó sẽ rất là mắc. Tụi em có ớt hay không ớt gì nó mắc hết, tại cái hầm nó phải đào sâu ở dưới. Còn tụi em thiết kế hầm phòng cháy chữa cháy những cái bồn nổi là ngu. Ngu chứ gì nữa. Má nó cái bồn nổi để đậu xe ba ơi. Tự nhiên ba dựng cái bồn nổi trong cái hầm mà mất diện tích. Hiểu không? Hiểu không? Mặt nó ngu nó không hiểu ta. Hiểu. Thế hiểu nó hiểu. Đúng không? Thí dụ cái hầm của em vậy, em dựng cái bồn nổi lên. Cái bồn 50 mét khối là nhiêu? Cao 1, đúng chưa? Cao 1 rồi 50 thì 50. Cao 1, 50 là bằng cái nhà tao rồi, còn gì nữa. Không lẽ cái hầm ở trong cao 2 luôn. Cao 2 thì giảm lại chút đỉnh, nhưng mà nó cũng là tốt diện tích, đậu xe máy rồi. Yes. Đúng không? Nên cái hầm nó chơi âm dưới luôn. Bởi vì cái tầng hầm âm 1, hầm phòng cháy cháy âm dưới cái đó nữa. Mà nó âm càng dưới thì thi công càng khó. Nó xì nước, nó xì lỗ mọi áp suất nước được từ đường dưa ở trên đó. Nên tao tính tiền mắc hơn. Nói chung cái hầm đó chắc cũng phải tiền trăm nữa đó. Mấy trăm triệu cái hầm đó. Mấy trăm triệu cái hầm nha ba. Mặc dù cái hầm nó rộng như cái chuồng bò ở ngoài Nghệ An thôi. Cái chuồng bò ngoài Nghệ An 236 triệu cái đó, biết chưa? Đó, cái chuồng bò đó đó. Thì nó rộng diện tích nó ngang ngang nhau, nhưng mà nó thiết kế âm dưới đất nhiều quá. Thì nó sẽ rất là khó thi công, rất tốn kém, rất là lâu lắc và rất là đắt đỏ. Đó, đó là cái hầm. Vậy thì cái hầm đã chưa báo giá. Hồi nãy báo giá mấy trăm triệu là cái âm phòng cháy cháy thôi. Cái hầm là cái âm xây dựng đó. Nhưng mà nó phục vụ cho công tác phòng cháy cháy ghi phòng cháy giá thời tỷ chưa. Giờ tôi, mày muốn hơn tỷ không? Anh kê được, anh kê được. Ủa, anh trầm xây dựng mà anh kê hồi lên hơn tỷ không nè. Biết kê gì không? Mẹ máy bơm có mấy chục triệu, kê con khỉ. Phòng cháy cháy đương nhiên phải có máy bơm rồi. Nó mày xuống hầm Bình Tân mày coi máy bơm bự chà bá chứ đó. Mày nói được máy bơm mà mày không nói được cái này là mày ngu lắm luôn á tại. Đúng rồi, máy phát điện. Đúng chưa? Mày đã nói được cái máy bơm mà mày nói được cái máy phát điện là mày ngu rồi. Ghê chưa mấy em? Thấy phòng cháy cháy nó bầu tiền ác chưa? Nó nghe xỉu rồi đó gì? Cái thang thoát hiểm trả lời gì đâu. Cái thang thoát hiểm là một trong những hạng mục phòng cháy chữa cháy. Tại vì phòng cháy chữa cháy không đi thang máy nha mà. Phòng cháy chữa cháy không đi thang máy. Khi mà cháy nhà phải đi thang bộ. Mà phải đi thang thoát hiểm nữa. Thang thoát hiểm là tất cả các tầng đều có thể chạy ra ngoài được. Chui ra tầng hầm hoặc là sảnh tầng trệt. Chứ thoát hiểm mà nhảy lầu đó là kể như là tình trạng đó là nó hơi bị đặc biệt rồi đó. Máy phát điện mà chạy để chạy được cho tòa nhà này thì bèo nhất mua máy cũ phải 400 triệu. Máy cũ. Máy cũ của Nhật Bản thôi, nó kéo trong rừng nó làm gì nó xong rồi nó bán một cũ. Còn đồ mới thì tỷ. Báo luôn, Cumin. Muốn mua Cumin hay mua Daiyo. Đó, tỷ á. Thấy chưa? Nên cái hệ thống phòng cháy chữa cháy đắt đỏ mà hỏi mình muốn làm luôn. Bởi vì nhiều khi doanh nghiệp nó mở ra làm ăn karaoke nhà hàng không mới vô phạt chịu à. Bây giờ không có phạt cho chịu thôi chứ giờ chưa có lắp phòng cháy cháy rồi. Thứ nhất không có điều kiện lắp nhà xây rồi sao lắp. Đúng không? Nên nó chưa có một giải pháp đồng bộ. Nên nói chung đó là các bạn phải đi chơi ở Việt Nam thì cẩn thận của lửa đi ba. Thậm chí mấy khách sạn thì nó có cái dồi á. Nhưng mà biết trong cái dồi đó có cái ống không? Cái đó là nó xuồng. Tại vì chắc chắn là khách sạn nó không có phòng cháy chữa cháy là nó bị hốt giấy phép liền. Không, nó bị hốt giấy phép liền. Nhưng mà vấn đề là nó có cái dồi thấy rồi đó. Bởi vì mấy nhỏ yếu gió mới đi khách sạn lần đầu với anh vô gặp cái dồi phòng cháy chữa cháy nó có camera. Nó quay lén rồi anh ơi. Lén lén con khỉ gì cơ. Lén lén mà cũng khùng đâu. Nó quay lén đi tháo bằng hiệu nó cho lén. Nó không có đó phòng cháy chữa cháy. Phòng cháy chữa cháy thôi. Sao mấy em thấy nó chết ẹn hoài vậy. Chỉ có camera nó mới chết ẹn thôi. Mà là cái cảm biến. Em vô BBT tập ơi cảm biến nó đó. Tròn tròn nó lâu cũng chết kìa đó. Nó lâu cũng chết ẹn thôi. Nhìn nó giống camera luôn, cái tròn tròn giống quá. Còn cái nữa, có hệ thống phòng cháy chữa cháy rồi mà nhiều khi nó vẫn không quật. Chơi cảm biến tàu. Đồ Trung Quốc nó rẻ lắm nha mấy em. Nó khi test thì nó cảm biến được, mà khi thiệt thì nó là cảm biến không ra. Rồi ok. Nó thì nó giờ thiệt nha. Phòng cháy chữa cháy thì tao phải rà đồ hết á. Giờ cái này thiết bị này của tàu á, thôi chơi của Hàn Quốc đi. Không tin thằng tàu mày ơi. Ok các kiểu. Khi mà các bạn nhận cái hợp đồng phòng cháy chữa cháy là ví dụ như nhà của tôi thì làm rẻ thôi, 700-800 triệu thôi đó. 300-400 không có là 300 đâu, 700-800 hoặc thấp nhất 500 mấy. Nhưng mà trên đó nó sẽ có bản, cái bản là gì, cái bản phụ tùng, nó kêu là checklist gì đó, cô kiểm tra kỹ kỹ đi. Ví dụ cái ống thì ok, mẹ hàng nào cũng được, không sợ. Nhưng mà mấy cái liên quan tới cảm biến và mấy cái liên quan tới dội phun
Thí dụ như bây giờ cảm biến này nó cảm biến chuẩn hơn, nhiệt độ ta 40 nó đo được, 40 thì ok. 40 mà nó đo lên 80 nó nổ mẹ hết nguyên cái hệ thống kêu của tôi thôi chứ chết bà luôn. Đúng không? Thế nó ngu nó hại mình. Rồi xong thêm một cái nữa, thí dụ như cảm biến đo đúng đi, cái đầu phun nó ngu. Nó không nổ. Đầu phun nó không nổ em. Cháy nhà xong nó mới nổ. Thôi lại. Nên cái phòng cháy chữa cháy người ta sẽ kiểm tra định kỳ. Đầu tiên nó phải pass ok một cái, rồi nó mới cấp giấy phép lưu hành. Xong rồi về lâu lâu kiểm tra thí của hồn mẹ nó cái vòi đi. Cái vòi giảm bao nhiêu đâu. Cái vòi có... cái đầu có mấy chục ngàn à. Đó. Em lại thí của hồn mẹ một đầu thôi. Đúng không? Tức là chỗ nào nóng nó nổ cho đó thôi chứ phải nổ nguyên nhà nha ba. Đó mày lại mày lấy cái quẹt đốt cho đó đi. Đó. Nó đốt lốt đó, nói chung là test cho chỗ đó cho nó nổ mẹ chỗ đó ra để coi nó có nổ thiệt không mới được. Ví dụ như anh hay lâu lâu á, BBT của anh nó hay lấy sàn sàn tập á, cái chỗ đó nó mang mấy ghế mà cái kéo mấy ghế ra cho nổ đùng cái đó nhẹp sàn lâu quậy gì. Thì nói chung là hôm nay anh sẽ đi vô cái chủ đề là phòng cháy chữa cháy, là cái chuyện không phải là tụi em muốn không muốn, mà một cái xã hội văn minh là nó phải làm, bắt buộc phải làm, mình tự cứu mình và tự cứu người ta luôn. Nó nhưng mà cái văn minh đó nó đè trên đầu thu nhập của người Việt Nam á thì nó hơi thốn chút đỉnh, nó hơi thốn chút đỉnh nha. Nhưng mà từ từ đi, tụi em nghe đi, tụi em sẽ dẫn tụi em vô thế giới văn minh liền, thế giới đẳng cấp liền. Mình mốt nói tao bảo hiểm nhà luôn. What? Thằng kia nó hỏi, ủa anh Di, em nghe bảo hiểm xe, bảo hiểm mạng người chứ em chưa nghe bảo hiểm nhà. Ủa có bảo hiểm này nữa hả anh? Nó ngày nông thôn phải lúa luôn. Phải có bảo hiểm nhà nha. Phải có bảo hiểm nhà chứ không mấy cái nhà nó ngập lụt như ngoài Hà Giang, bây giờ nó sập bạ trơn ai đợi. Ai đền, bây giờ than khóc tôi mất trắng tài sản này nọ kia các kiểu thì chịu thôi chứ giờ sao. Phải có bảo hiểm nhà nữa. Thí dụ nhà anh mua bảo hiểm cũng rẻ thôi, có 10 triệu một năm mà. Bảo hiểm nhà, nó phòng chống cho trường hợp nhân trái nhà đó. Này nọ kia, nói chung tất cả mọi thứ đều có bảo hiểm. Đích con gái có bảo hiểm này. Oh really? Cái gì mày? Không biết hả? Trời đất ơi, con gì mấy em? Angela Julie gì đó, nó bảo hiểm đồng ba đó ba. Wow. Thiếu gì nữa không? Bảo hiểm. Tức là bây giờ nó bị nổ lớp cái là bảo hiểm đền cho nó. Nào dỗ nó nổ lớp thì thấy cảnh. Thôi, cảm ơn các em theo dõi video, bye bye. Hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Cô chùa hoài. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.